chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Ok, bây giờ sẽ đến cái phần check out của anh em nó gửi cho anh em xem nào. Tôi check lại WeScan xem nào. Xem nào, Trung Hoàng làm việc qua WeScan thế nhở? Kênh của tôi là làm việc qua WeScan anh em nhé. D-U-Y-T-S-A-I-S check cháu gách po đi thầy. Duy Thái Tabi cảm ơn bạn bằng một audio book miễn phí của BLV Anh Quân. Duy Thái S. Ok, kiểm tra của Nick Duy Thái xem thiếu gì không nhở? Xem nào. Cái gì đấy? Vãi leo. Đi mẹ mạng luôn. Pizza Computer, một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu về PC gaming, linh kiện điện tử và chăm sóc khách hàng. Đến với Zinzac, bạn sẽ luôn được phục vụ chu đáo, tận tình nhất, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về PC gaming. Và đừng quên nói với Zinzac rằng tôi có mã giảm giá Tabi để nhận được 10% ưu đãi khi mua sản phẩm. Duy Thái S. Nick Duy Thái xem thiếu gì không? Kiểm tra bắt. Cái gì vậy? Cái đít. Anh em mình hình như là cái xe vào có vấn đề anh em ạ. Hình như là xe vào có vấn đề rồi. Ôi giời ơi. Dấu tên không ba đã donate cho ta 20.000 đồng. Đắc ngô siêu hà ma thầy oi. Ok, vẫn tìm mà nhưng mà là so cái ác đấy à? Đức Ngọc yêu Hà. Ok, Đức Ngọc yêu Hà. Mấy chữ A này, ba chữ A. Nó đưa thầy nick mới lập. Ok, vãi luôn lừa. Đây được mà, được đây. À đây, nick này thì lại được. Làm tôi tưởng bị lắc tát mẹ ra thầy ma thật đấy. Ác đế chưa tạo thầy ơi. Thầy nhờ. Kiểu gì? Cái gì đây? Ui, tuần này có Messi 2 TI cơ. À 20 TI cơ, thôi con Messi này hiếm nhá. Con Messi này bây giờ mà bán đi nhá, nó không phải mê tín luôn, con này bán đi bây giờ mà phải được hai số bánh cúp đấy. Nice. Khéo léo chọc khe đúng rồi. Con Messi đợt này là chưa ấy, đợt này chưa edit nên bán ở giá vẫn còn cao. Giá vẫn còn cao, khả năng là đổi được hai sọ bánh cúp. Phải lổ đá. Eric Garcia chịu rồi. Eric Garcia. Dô béo với Lê Quan, ở Lê Quan MC cũng tôi thấy không nhiều thằng dùng lắm nên chắc là không hay. Ở giữa sân là Kerman chuyển bóng tốt này, nhưng mà thằng tôi nghĩ là nên là chơi với một thằng giữa sân nó khỏe tí nữa, thay này bằng Vidan đấy. Thay này bằng Vidan. Còn lại thì chỗ tiền đạo thì nên là nâng dô béo lên Icon. Nâng dù béo lên Icon, hoặc chỗ này tôi nghĩ là tôi sẽ để con Betis vào đây nếu tôi dùng. Đó, tôi sẽ để con Betis vào đây này. Cái này tôi sẽ thay bằng con Betro up. Con Dembele này ngu lắm, thề luôn, đừng đá con Dembele. Đức anh, thầy xin mày đừng đá con Dembele đấy. Coi như là thầy xin mày đi. Được chưa? Coi như là xin nó đi. Đừng đá con Dembele nữa, nhìn nó ngu lắm. Bây giờ mình ra ngoài quán net, mình bật máy lên, mình đá con Dembele này mà đá mùa BTB ấy, người ta đánh nó đấy. Người ta đánh cho đấy, người ta đánh vào đầu luôn đấy, bảo cho đầu cho tỉnh lại chứ không ai người ta dùng con Dembele đâu. Nếu mà có dùng Dembele thì đổi thành con GR 08 nhá, kéo con Messi xuống xe mà. Thế thôi. Mà sao lại Barca lại lòi đâu cho con Cancelo nhỉ? Hóa ra là ông em này fan Barca nhưng mà lại mic tí của là mic tí Man City vào à? Ok, cũng được, không sao cả. Nếu như em thích thì là được. À là mùa tới Cancelo là sang Barca. Đi mẹ mày cao kiến. Đúng là cao kiến thật sự. Mùa tới là Cancelo chuẩn bị sang Barca được. Mẹ dã man. Quá cao thật sự, cái đầu của ông mà cái người làm thầy vẫn thua cái đầu của ông một ly. Hello anh em. Hiện nay thì kênh YouTube của Tabi cũng đã bật ở chế độ hội viên. Anh em có thể đăng ký tham gia ngay để ủng hộ cho Tabi có thêm nhiều động lực hơn trong việc sản xuất nội dung của mình. Sẽ có rất nhiều ưu đãi khi anh em tham gia chương trình hội viên này, như là anh em sẽ có huy hiệu riêng dành cho người hâm mộ, sẽ có những biểu tượng cảm xúc riêng, tên user của các bạn cũng sẽ được là đổi sang một cái màu khác, nó sáng rực hơn và nó nổi bật hơn trong một cái livestream đông người, và luôn được Tabi ưu tiên trả lời
những cái dòng bình luận của anh em, cũng như là sẽ được ưu tiên xem trước những video mới ra của mình. Rất cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình hội viên để ủng hộ Tabi. Lấy lại hào quang, ok, kiểm tra liền. Xem nào. Úi dồi. Quả ác này mà vẫn cần phải check anh. Quả ác này mà úi dồi. Quả ác này mà vẫn phải check à, nhưng mà có lẽ là phải bổ cái thằng này, thằng Ricardori này là thằng cỏ này không biết đó. Như này thì em nghĩ là nâng con rùa béo lên 5 là 1. Đó, nâng con rùa béo lên 5. Figo này cũng lên 5 này, Figo này chắc là 119 thì gốc là bao nhiêu? Thì chắc là con này cũng lên 5 luôn này. Ba con này cũng lên 5 nữa cho đẹp đội hình. Con Militao thì cũng thôi đẩy nốt lên 5. Đó, khu toa này thì lên 8. Là đẹp. Đổi cái đốt sang Gross 21 UCL. Đấy, đổi cái đốt sang Gross 21 UCL nha. Cờ rốt này nhá, con cờ rốt này không ai người ta dùng, con cờ rốt này cả anh ạ, người ta dùng 21 UCL. 21 UCL, giá đẹp, giá rẻ, đẹp. Đẹp mà lại còn có hình gọi là Champions League. Được chưa? Đó ạ. Kiểu gì? Tony nhé thầy ơi. Tony, nick Tony mà vẫn phải check anh em. Nick Tony mà vẫn phải check. Thầy ơi, chắc nào. Tony à, nick Tony mà cũng phải check á. Xem nào. Lorente cộng 9 à? Khó nhở. Nick này để mà tư vấn cái thứ thì để mà tư vấn thì cũng khó đấy. Con Lorente này thì khả năng tôi nghĩ là lên 10 là đẹp. Cross MC8 này. Ủa cái nick kinh nhở. Xem nào. Để mà đánh giá thì cái nick này là tôi nghĩ là một trong những nick mẫu khá là đẹp đấy. Đó, khá là đẹp. Khá là đẹp, nhưng mà con Bốc 3 này thì là một con Bốc 3 mà tôi không thích lắm đâu. Con Bốc 3 bộ FA tôi không thích lắm. Nếu mà được thì tôi thích con Bốc 3 một World Cup. World Cup, nhưng mà chắc là đây là bạn ấy chưa mua rồi thôi. Greenwood đã hay này, con Greenwood này sút rất tốt nhá. Con Greenwood này sút cực kỳ tốt luôn. Chạy cũng được nhưng mà khả năng thể hình nhỏ nên hay bị chỗ đè thôi. À, bổ sung cái gì nhở, con CR7 thì này thì nếu mà đẹp ra thì nâng lên con 2 TS là đẹp. 2 TS là đẹp. Còn chỗ này thì nếu như là tôi sẽ dùng con Schneider Icon. Chỗ này nếu là tôi sẽ dùng con Schneider Icon. Con đấy đá cặp với Joaquin thua bóng kinh vãi luôn, trước đá cái nick của Zenigo rồi. Ủa thua bóng kinh vãi lìn luôn hai con đấy, gần như là cái đến giữa sân là nó lao tắc bóng là mất. Làm tắc bóng là mất. Bruno thì chúa đẻ sút láo rồi. Chúa đẻ sút láo. Được, đội này đánh giá đồng đều. Đó, chỉ cần nâng cấp cái chỗ Bó Ba lên thôi. Nâng cấp chỗ Bó Ba này lên là xong. Ai em Buni thì có bạn rồi gì phải tìm nữa. Đây này. Kiểm tra còn ai mà mình chưa kiểm tra nhỉ. Úi xôi ác này mà em rất. Nói chung ác này là ác mà để mà gọi là ác thì gọi là ác quốc dân đấy đúng không? Ác quốc dân đúng không? GZK mùa F3 này đá cũng có hai tím bằng mùa khác không nhở? Trông nhìn chỉ duẩn, trông nhìn cứ kiểu cùi cùi á. Thằng này gọi là thiên hẳn với thủ luôn, thằng này đá thiên hẳn với thủ luôn. Thiên hẳn với thủ, nên là nó sẽ cặp với một thằng mà nó có xu hướng tấn công ấy, thì nó sẽ cân bằng hơn. Lorente này cũng được này. Lorente rất là nhanh và có khả năng bao sân tốt ở trong cái phía 4 này. Perisic, Nedved, Cap, Gullit, Cha. Thế đâu có cái gì đâu, này thì có cái gì đâu, cái này thì là mắc bình rồi, thằng Gullit mùa cam phải đá xếp là ok nhất. Dư 100 tỏi không biết mua gì á. Son không nhỉ, có nên đá Son không? Có nên đá Son không? À Son đấy rồi, Son cap để hoài dùng, Son cap yếu bỏ mẹ, Son cap trước tôi đá yếu vãi lìm, ta bị vô đánh rồi. Son cap yếu lắm, nếu mà được thì Son World Cup hoặc là Son 2 test đấy. Son cam này trông chỉ số trông có vẻ ok, trông vẻ đẹp đấy nhưng yếu lắm. Dấu tên 248 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khoe đội hình xong rồi câu DN đủ rồi. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Haruharu 0606 Đại học C2 nha thầy. Ba tiện em cần con tàu chiều nay để về bờ cho nhanh chứ bơi mệt quá mặt cười. Tiện con cần chiều nay ạ. Ok, quên rồi. Tại xem con Haru nữa. C2 à? C2 ưu lại mà đâu bắt xa nữa à? Sao nào? Hậu ông này là quốc dân C2. Kéo đi để mà thừa hết cả lương thôi.
xem nào, Dembélé, Goretzka, Gullit, Mané, Manum, Mané, Rondo này, Alaba. Sao lúc sau đã đây nhỉ? À C2, quên C2, nhầm. C2, ok. C2 thì thú thực là tôi cũng chưa hiểu là cái phong cách đá C2 này là đội hình là như thế nào, thật sự là tôi cũng chưa hiểu, nhưng mà chắc là sếp đang bị nhầm. C2 á, B2 thế ơi, nhầm cái đẹp. B2 khả năng thì như tôi nhìn theo khả năng này của tôi là ông vẫn đang nhầm đấy. Ông vẫn đang nhầm. Chứ làm sao mà một đội hình 5 hậu vệ mà ông dùng đến tận 5 thằng hậu vệ cánh ở trong một đội hình mà không có thằng trung vệ nào. Ngoài thằng Alaba thì ông dùng 5 thằng hậu vệ cánh. 5 hậu vệ cánh đá ở dưới thì tôi chịu. Không biết tư vấn như nào. Không có một thằng CB nào. Vãi cả lên, lối chơi này dị quá. Lại có lúc so đá bên cánh phải, còn ba vạn đá cánh trái. Còn bọn nhau có bao nhiêu tiền nhà Nick là có bao nhiêu lúa. Hai con CB 50 tỏi à? Con Rudiger, đầu tư cho thầy con Rudiger Spotlight. Đầu tư cho thầy con Rudiger Spotlight, vứt vào đây, vứt vào thầy chỗ bà ba này. Vứt vào đây, Rudiger Spotlight. Vẫn một con nữa là bao nhiêu nhỉ? 50 tỷ à? Từ ra check luôn. Ra check luôn. Rudiger Spotlight là bao nhiêu tiền? Con này khó mua lắm, con này hơi khó mua. Khoai quá thì chuyển World Cup thì thuộc World Cup còn khoai hơn. 2 ti thì có hàng, 2 ti thì hơi căng nhở, 2 ti thì hơi căng đấy. Đây con này đi, con này chơi là vừa miếng này. Con này chơi là vừa miếng, con mùa 21 này là vừa miếng. Kẹp thêm một con nữa, kẹp thêm con Gio Ferdinand. Kẹp thêm con Gio Ferdinand đá, nếu mà đá 3 trung vệ. Nếu mà đá 3 trung vệ, kẹp thêm con Gio Ferdinand này nữa. Đá cùng Alaba, Rudiger thì nó là mắc luôn. Đây, kẹp thêm con Ferdinand BTB nữa. Kẹp thêm con là ok luôn. Ba trung vệ cùng với con Alaba 2 ti, nếu mà đá 5-3-2 dùng ba để đá bao chắc luôn, tốc độ có này, bóng lót có, sức mạnh có, ok. Còn với lại cái nick của em thiếu cái màu Toni Kroos 21U nhá. Đó, thiếu cái màu của Toni Kroos ở giữa sân nha, nên là đang hơi vẫn còn thiếu đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thích video thì đừng quên ấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đó mọi người rất nhiều.